Xin chào tất cả các bạn đến với vườn Babylon nhé. Hôm nay vườn Babylon giới thiệu cho các bạn cách thay chậu lan đơn giản. Bước thứ nhất là mình chọn được cái chậu phù hợp với cái lan. Mình đang dùng đây là cái chậu phi 23. Bước thứ hai là mình chọn giá thể. Giá thể cho lan thì khá là đơn giản. Mình có thể mua những cái loài sơ dừa miếng thế này. Đó, trên mạng mình cứ gọi là sơ dừa miếng là nó sẽ ra. Rồi, có thể mình trộn thêm cái đá này. Đá này gọi là đá bọt, đá phong mic ạ. Đây, cái bao bì của nó đây các bạn. Đó, đá bọt hay gọi là đá phong mic. Rồi, còn đây là chậu lan. Chậu lan mình phải thay, do rễ đâm ra quá nhiều. Rồi mình thay chậu mới cho cây. Đó, cây này mình chơi cũng được khoảng gần 2 năm rồi. Rồi, các bạn nhìn mình thay chậu cây luôn nhé. Cây á, thì mình nên chúc ngược thế này để lấy cho nó dễ. À, nó bị dính với cái này. Lấy hoàn thành rồi nha các bạn. Hồi trước là mình trồng vào cái rọ này do cây nó còn bé, mình dùng chỉ cần dùng than thôi. Than mình cũng trồng được. Khi bỏ cây thì mình nên ướm vị trí nào cây nó sẽ hợp. Ok. Rồi sau giờ mình lót phía ngoài. Đấy. Cây bắt đầu đứng được rồi. Khi mình tạo được cái thế mà cây nó được ok rồi á, thì bắt đầu mình nên bỏ than. Đây là những giá thể mình đang có sẵn. Than. Đây là cái cây, cái móc. Móc mình làm như thế này nhé. Cái này mình dùng móc cổ. Đó.
xong á là mình mua mấy cái miếng này này để cột giữa cây cho nó vững nhá. Dùng mấy cái này mình cột lại mấy cái tạo dáng cho nó đẹp. Ok, đây là xong cái chậu mai mà mình mới thay xong nha các bạn. Các bạn lưu ý cái móc này này là mình phải móc vào trong nhé. Xong bước này là mình chọn những cái dòng phân phù hợp với lan mình bỏ lên. Ví dụ mình đang dùng đây là dòng phân của TP Úc. Đó. Ok.